cái miếng nhất đó đó nó rớt xuống cái chống quét lỗ rồi cho nó sáng cuột lại. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tiểu Cần thuộc tỉnh Trà Vinh. Đang có mặt tại nhà của gia đình chị Hương và anh Cọt cùng hai đứa con của mình. Và ngày hôm nay là một hình ảnh rất khác. Sau khi gần 20 ngày thi công thì một ngôi nhà sập sệ mà cô bác quý anh chị đã từng thấy dựa vào một cái cây dừa đó. Cây dừa này nó mọc lên á, cũng thương cái ngôi nhà này nữa nè. Cây dừa trở thành một cái cây chịu đựng cái ngôi nhà bất đắc dĩ á cô bác quý anh chị. Nè, dành nè cô bác quý anh chị thấy không? Nó mục hết à. Đó, dừng rất là tạm bợ luôn. Làm nhẹ nhàng nha em. Dạ em không dám đụng vô luôn. Ngày hôm nay thì lại được kiên cố hơn. Cũng nhờ sự chung tay góp sức của tất cả các cô chú quý anh chị, quý mạnh thường quân, nhờ sự hỗ trợ của các anh thợ để mà vượt đường xá xa xôi đến đây để mà xây dựng thì cũng như là chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ cho các anh em thì ngôi nhà cũng đã được hoàn thành khang trang. Và ngôi nhà này thì gia đình của anh Cọt và chị Hương dọn vô đây ở cũng được khoảng một tuần lễ của bác quý anh chị. Lý do thì Bùi Hồ phải bằng một cái chuyến đi phát quà ở vùng Đông Bắc á. Trên qua những cung đường khác nhau thì cái đoàn của mình á, những cái chiếc xe phải dừng lại, phải đi bộ và Bùi Hồ phải mang một cái đôi ủng như thế này để đi một cái đoạn đường đất. Một đoạn đường khá là gian nan nhưng mà đây là một cái hành trình khá là thú vị của cả đoàn luôn. Thành phố Cao Bằng mà đi về đây thì khoảng 50 cây mà qua những đoạn đường như thế này nè. Nên ngày hôm nay mới có dịp trở về đây công bố lại danh sách số tiền của quý mạnh thường quân cũng như là review tổng thể về ngôi nhà cho cô bác quý anh chị biết luôn ha. Và ngôi nhà này là một cái ngôi nhà bán tiền chế, mặt dựng ở đằng trước và mặt dựng phòng khách là cái phần làm bằng tường cô bác quý anh chị, có dán gạch luôn và ở trên thì làm bằng tôn và cũng được đội thợ rất là quen thuộc, đó là đội thợ của anh Vũ, anh Hộp và anh Hải La Phong để mà cắt cho ngôi nhà của anh và chị. Và tổng diện tích ngôi nhà này là 56m², gồm có bề ngang là 4m, dài là 14m². Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô trong ha. Và ngôi nhà này thì chúng ta sẽ thấy một cái màu gạch nó trắng hơn so với màu gạch của những cái ngôi nhà khác, nó sáng hơn đúng không? Ở trên thì được dán gạch thẳng lên tới cái phần tôn ở trên luôn. Và gạch này màu vàng. Tuy nhiên thì chắc có lẽ qua hình ảnh thì cô bác quý anh chị sẽ không thấy được rằng cái màu gạch này nó sáng so với những cái màu gạch khác. Tuy nhiên thì mình nhìn ở ngoài thực tế á, nó phản ánh hết tất cả ngôi nhà. Và gạch này thì được chị Hương cũng đã tận tay để mà chọn cái màu gạch cho nó phù hợp với ngôi nhà. Và mời cô bác quý anh chị qua đây. Trước khi lên ngôi nhà thì cô bác quý anh chị biết được rằng là cái ngôi nhà này á là có một cái này là gọi là cái hàng ba ngoài trước ha. Cái hàng ba ngoài trước, hàng ba này 1m8 cô bác quý anh chị. Cửa lớn hai cánh và một cái cửa sổ như thế này. Cửa sổ này được làm bằng nhôm ha cô bác quý anh chị. Kéo rất là nhẹ luôn. Và mặt ở đằng trước này thì anh Hợp sẽ dán gạch thẳng lên tới trên kia luôn, tại vì cho việc dễ việc lau chùi đó cô bác anh chị. Đó, dán gạch hết luôn ha. Không gian phòng khách cũng khá là lớn. Trước khi vô phòng khách thì đóng cánh cửa này cho cô bác anh chị thấy được cái ha. Đây là cánh cửa hai cánh, cửa vô hai cánh. Đẹp ha. Mấy anh cũng tỉ mỉ lắm. Khi ngay cả những cái chốt á, sợ anh với chị gắn cái chốt mà nó cao quá thì sẽ khóa không được, thì các anh chị gắn cái chốt thì nó dài lắm. Dạ. Nên là nữ là cũng đủ cho mình có thể gắn được cái chốt ha. Và đây là không gian của phòng khách. Đây cô bác anh chị thấy rộng ghê không. Đây, ở đây thì có anh Hợp anh xây luôn cái giường lên ba tấc và dán gạch giường chỉ nè. Gạch giường chỉ này nó sẽ trùng với lại cái gạch của dán tường hay cô bác anh chị. Đúng rồi, màu gạch tường. Và cô bác anh chị thấy là đây là tường nè, ở trên này có một cái lam lấy ánh sáng cũng như là lấy gió ha. Và cái phần la phong thì cũng được anh Hải đóng rất là đẹp ha. Đó, la phong rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Và đây là anh dán lên đến 1m5 nha. Từ ở dưới đây anh dán gạch lên thẳng 1m5 và sau đó ở trên này là bơi một cái màu trắng kem. Trắng kem rất là đẹp ha. Anh cũng bắt được những cái đường chỉ dòng theo cái lam nè, rồi dòng theo cái lối đi vào của cái phòng khách với lại không gian bếp. Và cô bác anh chị thấy một cái điều này là anh Hợp anh làm hôm nay có này nó là lạ hơn nè, đó là giữa những cái mối gạch này nè anh dán thêm một cái đường chỉ này nè cô bác anh chị thấy không. Cái đường anh nói cái đường này thì mình khỏi mài gạch, tại vì mài gạch đó thì nó sẽ bị mỏng dễ bể hơn, còn gắn cái đường chỉ này á đó rất là đẹp, gắn hai bên luôn. Em quay qua cái cột bên này nè. Đây nè cô bác anh chị thấy không, dán gạch lên 1m5 ha, đi đường kem luôn. Đây còn đây nè cô bác anh chị,
Đây, ở mặt này là anh cũng dán nha. Ở đây là mặt trái đúng không? Đúng rồi. Mặt trái này nhưng mà anh hợp anh cũng dán luôn. Và thông tin với cô bác của anh chị có một điều là cô bác anh chị sẽ hỏi là ngôi nhà này á thì có mấy cây cây đòn tay. Và ở các anh thợ của anh đội anh Vũ á là các đa số đều có 4 đòn tay. Và đôi khi thì bốn cái kèo chạy dọc luôn. Và bốn cái kèo thành thử cái nhà nhỏ như thế này nè, nhiều cây kèo thì ngôi nhà rất là cứng cáp và kiên cố luôn. Ở thông tin với cô bác của anh chị. À, bây giờ tới qua đây ha. Đây là cái phần điện anh hợp cũng đi luôn. Đó. À, đây là cái bật cái đèn của cái phòng khách này cô bác của anh chị. Để luôn đi để cho nó sáng. Đó, để cho nó sáng ha. Còn đây là công tắc đèn của cái ngay chỗ cái không gian thờ đó. Và ngày hôm nay đi đến đây thì cũng được anh Vũ tặng cho ngôi nhà của chị á. Cái trang thờ ở trên đây và cũng có để và các anh em cũng có đem vào đây rồi. Thì ngày mai này khi mà có cái khoan á thì gia đình của anh chị có thể khoan và bắt cái trang thờ vô đây. Và đây cái phần này thì được anh Vũ tặng luôn ha. Ngày hôm nay đi đến đây thì 7 giờ đi thì bây giờ cũng 1 giờ mới tới. Cũng có đầy đủ các anh em hết. Đây cô bác anh chị, lối đi cũng khá là rộng ha. Rất rộng. Và cái chỉ này á là rất là đẹp luôn ha cô bác anh chị. Cái chỉ này nhìn rất là đẹp. Và dán gạch lên mình nhìn ngôi nhà sáng lắm. Và đây là alu. Alu này là alu giả đá. Alu giả đá này thì nó sẽ mắc hơn so với những cái loại alu khác. Hình như là một miếng như thế này là Bùi Hòn nghe không nhầm thì mắc hơn khoảng 100 ngàn một miếng so với alu khác á. Alu rất là cứng cáp. Và anh thì dán keo vô có không chứ không có bắt ốc để nó có tăng cái độ thẩm mỹ của bác anh chị. Nhìn đẹp ha. Đây bây giờ vô đây. Đây là cái mỗi một phòng như vậy á là đều có một cái cửa sổ hết nha. Đây các bác anh chị thấy nè, và một cái cửa vào phòng cũng bằng cửa nhôm luôn ha. Và một cái cửa sổ đây. Tổng cộng ngôi nhà này á thì có đến là 5 cái cửa sổ, 2 cái cửa sổ của 2 phòng, một cái cửa sổ phòng khách, một cái cửa sổ của không gian bếp và một cửa sổ chỗ cái hành lang lối đi, nữa. À, đây cô bác anh chị, mở cửa sổ ra mát lắm. Bắt đèn lên nha. Bắt đèn lên. Ê. sáng không? Có cái quạt này luôn ha. Cái phần này là quạt này là cũng anh hợp đi điện rồi đi vô cái quạt cho nhà của chị luôn. Rồi cô bác anh chị thấy không? Ngày hôm nay thì cũng có được một cái tấm nệm nè. Bùi Hồ có dặn là chị mua tấm nệm cho các bé ngủ. Tại vì nghe chị Hương nói á là sau khi cất nhà xong thì các bé nó ngủ ở dưới gạch luôn cho mát. Mà các bé cô bác anh chị biết là khi mà ngủ ở dưới gạch á thì cái lưng của mình á nằm ở dưới phần gạch thì nó sẽ dễ bị bệnh lắm. Nên là Bùi Hồ có thông tin là thôi bây giờ em chuyển khoản cho chị 3 triệu để mà chị có thể mua cái phần này. Thì chị mới mua được có 1,5 triệu thôi. Cô bác anh chị tính đưa cho Bùi Hồ 1,5 triệu còn lại. Thì chị Bùi Hồ nói thôi chị cứ giữ đi, tí xíu nữa tổng kết thì mình sẽ thông báo sau luôn ha. Rồi mời các anh ra. Mát lắm, ngôi nhà này cực kỳ mát luôn á. Đây là một cái cửa sổ lối đi. Cái cửa sổ này là 1,2 m, 1,5 m nha. Mở ra như thế này rất là sáng luôn. Và cửa này cũng là một cái khung cửa nhôm nha cô bác anh chị. Đẹp không? Cửa sổ này lấy đầy đủ gió và ánh sáng luôn. Ngôi nhà của chị Hương được một cái lợi thế nè. Hai bên vách nhà là không gian trống. Thành thử là đủ gió và đủ ánh sáng mà nằm ở một cái không gian của khu vườn dừa đó. Thành thử là mát lắm. Cực kỳ dễ thương luôn. Còn mời cô bác anh chị tiếp tục qua đây. Đây là căn phòng thứ hai. Ngôi nhà này thì được xây với hai cái căn phòng ngủ. Hai căn phòng ngủ cho hai bé và cho vợ chồng của anh chị ha. Tại hai bé từ từ nó cũng lớn luôn. Còn đây là cái quạt nè. Mỗi một phòng như thế cũng được một cái quạt. Rồi thậm chí là anh hợp cho một cái đèn cảm biến luôn nè. Thấy không? Dễ thương không? Đó, đèn đụng vô. Đụng vô là không phải là khi mà cái tay mình đụng vô nó mới sáng. Mà thật ra khi tối thì có nghĩa là che cái con mắt này thì bóng đèn này tự động nó sẽ sáng. Vừa tiết kiệm điện và vừa có tính thẩm mỹ nữa ha. Đắt đi để cho tiết kiệm điện tí xíu. Cửa sổ này cô bác anh chị kéo ra lên đây thấy một cái bên kia là một ao, thấy cũng đẹp ha. Đây cũng có tấm nệm nữa. Đúng rồi, chị Hương nói là không cần ngủ giường, giường thì nó sẽ khó lau quét ở dưới là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì các bé nó như thế này á, ngủ thì nó lăn ra có ra ngoài cũng không sao. Nên là nữ thứ ba nữa là tiết kiệm tiền của quý mạnh quân. Chị Hương nói cũng rất là hợp lý. Và mình thấy như vậy thì nếu như mà còn nhiều tiền thì anh chị có thể làm vốn và buôn bán trong thời gian sắp tới ha. Mà ngôi nhà của chị là ngôi nhà mà có phải gọi là ngôi nhà mà có diện tích lớn nhất từ trước giờ mà các anh em từng hỗ trợ xây dựng theo hai mặt quý mạnh quân. Đây là không gian bếp ha cô bác anh chị. Có một cái bàn
bàn kệ bếp ga này là anh Vũ anh đóng anh tặng luôn nha cô bác anh chị. Anh Vũ anh tặng cái không gian bàn này luôn. Và bếp ga thì chị cũng đã có sẵn rồi. Ngày hôm nay thì ở nhà của chị lại có một cái nồi thịt kho tàu. Tại vì không biết là chị các anh biết các anh em xuống hay sao á, mà chị chuẩn bị một nồi thịt kho tàu sẵn luôn. Đây, còn đây là không gian mở ra. Khi chị nấu chị mở cái phần này để ra nè. À. Bật đèn lên cho sáng được không? Dạ. Ủa sao chị khóa lại hay sao? À. Đây. Mát không? Ồ, mát lắm ha. À, chị nấu chị sợ cái này nó bay gió ở ngoài nó bay vô hay sao á, chị mới dừng lên tí xíu này đó. Thành thử là nó hơi mất thẩm mỹ tí xíu, nhưng mà về do lâu về dài á thì những cái này nó không có áp vô cái ở trong này. Mình có thai rồi. Anh Đồng muốn nói gì? Cái đó dừng lên á để cho cái khối và cái đó nó không có dính vô trong sắt á, nó bị đen đúng không? Đó là chỉ lắp để bảo vệ cái khung inox á. À, tại vì sau này cái hơi nó bốc lên. Cái hơi có thịt đồ mình kho đó. Cá nó kho cái nó bốc lên cái nó làm đen cái này. Mặc dù bây giờ nó không có thẩm mỹ nhưng mà lâu dài thì mình nó vẫn bảo vệ được cái khung sắt này ha. À, cô bác anh chị thấy ở đây cũng đều được bơi một cái màu kem hết ha cô bác anh chị. Rồi, tiếp tục qua đây tí xíu ha. Đây nè. Đây là cái phần cửa sao? Tôn màu luôn à. Tôn màu. Mà thông tin với cô bác anh chị vậy ha. Cái lối đi á thì nằm ở phía bên trái và cái cửa sau á, cửa hậu á thì nằm phía bên phải. Thì tính theo phong thủy, nếu như mà cô bác nói phong thủy nhiều á thì cái đây là hợp phong thủy đúng không? Không, nếu như mà ông ấy thì cho các anh em một bình luận cái ngôi nhà này nó có hợp phong thủy không ha. Nói vậy chứ các anh em cũng cố gắng và nghe sự góp ý của tất cả các cô bác quý chị quý mạnh thường quân á, nên là nữ là từ từ khắc phục. Làm lúc đầu á thì làm nó có những cái thiếu sót nhất định, tuy nhiên thì những cái khắc phục thì nó mới hoàn thiện hơn ha. Còn đây là cái không gian ở đằng sau này là không gian nhà vệ sinh với lại nơi rửa chén và phần điện nước anh Hợp đi hết nha cô bác quý anh chị. Đây là cái vòi nước nè để chị rửa chén nè, đó anh Hợp đi luôn nha. Những cái vòi nước này nước thoát nước gì đó là anh Hợp anh cứ đi luôn. Ai một cái cửa nhà vệ sinh là cũng là cửa nhôm, đây cửa nhôm nha, có một cái vòi sen luôn đây, có một cái vòi sen luôn nha. Ở đây có một cái xả hứng nước thùng dự trữ luôn, ở trên này cũng được đóng la phong luôn. Cô bán chị nhà vệ sinh không phải là không được đóng la phong rồi, có đóng la phong luôn nha, anh Hải đóng la phong và dán gạch lên đến 1,5 mét nha, có chỉ luôn nè cô bán gì, giống như ở không ở cái mặt dựng của phòng khách với lại ở chỗ hàng ba đó, và cũng bơi đồ rất là đàng hoàng và chỉnh chu. Và cái bồn cầu này không á, à, cái bồn toilet này là anh Hợp mua là 2,2 triệu đó. Đây là một cái bồn toilet liền khối như thế này nha cô bác anh chị, ăn nút nè là xả nước này thấy không? Cái nắp nó có hơi, nắp hơi gì đó. Đúng rồi, nắp hơi luôn á, dở lên dở xuống nó rất là nhẹ chứ không có nặng đó. Mình đẩy xuống nó không có ập xuống liền mà từ từ nó sẽ hạ xuống đó. Đây coi nó ập xuống không, từ từ nó hạ hạ nhẹ nhàng, nó không có làm hư cái này nè đó, từ từ nó sẽ hạ xuống một cách rất là nhẹ nhàng. Ờ, cô bác anh chị thấy đẹp không? Ừ. Cái phòng vệ sinh này cũng khá là rộng luôn chứ. Rộng. Rộng. Vệ sinh này là rộng rồi đó. Rất là rộng luôn. Mà đèn này cũng đủ sáng luôn. Và anh có gắn hai cái lam để lấy gió từ đằng sau. Phòng vệ sinh thì cô bác anh chị biết thì cũng có cái lam ha. Ở đây thì anh dán gạch đó. Gạch này là cũng gờ loại gạch chống trơn. Và những cái chỉ này nè, cho cô bác anh chị thấy. Những cái chỉ này anh đều dán nha. Đây. Đó thấy không? Những cái chỉ này anh chỉ viền này anh đều dán hết á. Thấy đẹp ha. Đẹp. Chắc có lẽ là bây giờ thì ngày hôm ra qua đây tí xíu đi ha, đi dài ra đi. Đây. Ngày hôm nay thì trước khi mà nói thêm những cái chuyện khác thì gặp cái này nói luôn cái này nè. Đây là rau củ quả mà chị Hương bán được khoảng một tuần lễ nay rồi. Chị nói là bán mấy ngày nay là em cứ lỗ suốt anh Hồ à. Nhưng mà ví dụ như là chị lấy khoảng 600 ngàn thì chị bán được 500, nhưng mà còn đồ lỗ là do còn đồ chứ không phải lỗ là do tính lộn nha. Có nghĩa là lấy vẫn còn lỗ một ký thịt là hết 100 ngàn, gần 100 ngàn rồi. Chị nói lấy 3 ký thịt heo rồi bán được 2 ký còn lại 1 ký thì em nói thôi ở nhà kho luôn cũng được, vậy cũng có đồ ăn đúng không? Đúng. Đó, dưa leo thì mình có thể bỏ vô tủ lạnh hay là gì đó. Như ở đây nè, chị lấy phải chuẩn bị cải nè từ ngày hôm trước nè, rồi ở đây mướp, rồi bí này bí gì, bí gợ đúng không? Bí gợ. Ở này bầu. Ủa đúng không? Bầu này cà dài đó, rồi chị lấy thêm mấy cái bánh vô rồi
rồi khổ hoa, rồi hành, chị treo đủ khổ nhìn dễ thương á. Ngày nào lấy nào chị để đó, chị treo thấy nó dễ thương. Nhưng mà thật ra là đi buôn á là lúc đầu ai cũng lỗ đó, rồi từ từ mới quen người bán, người quen người bán mới quen cái tuyến đường, rồi từ cái tuyến đường nó mới quen những người khách hàng, người khách hàng mới quen cái bà chủ bán, là nữa là từ từ mọi thứ á nó phải vô một cái khuôn gỗ thì mới có lời được. Lúc đầu thì ai cũng lỗ, cũng như là Bùi Hồ có nói là thôi thì chị bán thì cứ bán, lỗ thì cứ lỗ, nhưng mà khoảng một tháng sau thì nó mới có lợi có lời được, chứ không phải là lúc nào cũng lỗ nha. Bán lỗ lúc nào cũng lỗ chứ hết vốn luôn. Hả, có bán anh chị đấy không? Hả, trời ơi, gia đình tiết kiệm ghê á. Ngày hôm nay còn treo cái đồng hồ này nữa nè, đồng hồ của nhà cũ á, nó còn cái này không à, nó không còn cái móc gì luôn á. Thấy không, tiết kiệm không? Đó, cái nhà mình đang đẹp mà tự nhiên mình treo đồng hồ này vô cái đấy nhà giảm đẹp xuống cơ bản anh chị ha. Đúng không anh Đào, anh Đào? Đúng rồi. À, tại sao mình gửi xuống này để đây luôn? Thôi để cho ảnh có đi ra đi vô biết giờ luôn á Bùi Hồ. Nói vậy cho chắc chiều nay kêu chị á lấy mua cái đồng hồ khác đi cho nó đẹp, thời gian gì đâu mà nó cũ quá, thời gian bây giờ nó mới lại, để cho thời gian gì đâu mà nó nhìn về quá khứ hoài cũ buồn quá ha. Đúng không? Có nhà mới thì mua đồng hồ mới luôn. Mà cái đồng hồ này nó không có nhiêu tiền á, đồng hồ này có khoảng chừng mấy chục ngàn à, đúng không anh? Đúng rồi. Mấy chục ngàn thôi, rẻ đó, đâu nhiêu tiền. Không em chút xíu nữa mấy anh em hùng lại người 10 ngàn cho chị. Thưa với cô bác anh chị, ngày hôm nay đồng hành với lại Bùi Hồ thì cũng có anh Hợp Thợ Sắt trở về đây. Và cũng như là được đồng hành với Bùi Hồ thì có anh Hợp Thợ Hồ. Ủa bây giờ gặp tự nhiên cái bối rối. Dặn không? Bối rối luôn. Cảm ơn anh đã đồng hành với em. Đồng hành trong gần mà hồi đó là khoảng 4 năm tháng thì cũng khoảng 8 ngôi nhà rồi. Và các anh cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi để mà sắp xếp công việc ở nhà rồi gia đình để mà đi đến những cái nơi xa như thế này. Mà các anh nói là công việc của các anh thì thường lãnh gạt để nó dù sao thì nó cũng đỡ hơn, đi xa thì cũng đủ thứ tốn kém, nhưng mà với lại cũng còn vợ con này kia nữa, đi học này nữa mà anh sắp xếp được thì cảm ơn anh cùng với các anh em ha. Cảm ơn anh với các anh Thợ rất là nhiều. Anh Hợp có thể nói về tổng cái chi phí xây dựng ngôi nhà anh Hợp, rồi sau đó còn lại bao nhiêu tiền thì em sẽ gửi cho anh luôn. Cái nhà này thì bình ngang 4 dài 14, tổng cộng bên tôn hồ gạch hết trơn điện nước là 139 triệu là hoàn thành. Có nghĩa là phần của anh Hợp là 70 triệu rưỡi. 70 triệu rưỡi là phần xây dựng thôi. Còn phần điện nước nữa, điện riêng nước riêng mà coi như là anh là 75 triệu. Là cái bê đồ mấy kia hết luôn, có nghĩa là xây dựng ngôi nhà luôn á. Còn của anh Hải là 6 triệu la phong, là phần la phong cô bác của anh chị. Còn của anh Vũ là 58 triệu. Đúng rồi. Là lúc đầu là có 56 triệu rưỡi thôi, nhưng mà phát sinh thêm một cái cửa sổ ở hành lang đó 1 triệu rưỡi nó là 58 triệu, tổng cộng là 139 triệu. Và Bùi Hồ cũng đã có chuyển cho anh, tại vì trước khi mà Bùi Hồ đi Bắc á là cũng có chuyển cho chị thêm 15 triệu nữa. Những cái phần mà Bùi Hồ đã công bố ở trên mạng đó là có chuyển thêm cho chị Phương 15 triệu để gửi cho tiền vật tư ở cô bác anh chị. Và hiện nay thì phần của anh Vũ và anh Hải là Bùi Hồ cũng đã hoàn thành xong hết. Và ngày hôm nay thì có anh Hợp ở đây, tại công trình của anh Hợp là nó cũng nhiều tiền. Và để câu gửi sau khi gửi 15 triệu thì còn thiếu lại anh là 10 triệu nữa là đủ cô bác của anh chị. Thì bây giờ thì chắc Bùi Hồ thay mặt Quý Mạnh Thường Quân để gửi cho anh luôn, tại vì cũng gần cận Tết rồi, để anh có thể là mấy anh Thợ rồi anh về anh chi anh giải quyết lại mấy cái phần đó nữa. Đây, đây anh điếm lại giùm em ha. Hồi nãy không có lấy cái cọng dây này của chị Hương. Hai chục đúng rồi. Dạ. Hôm trước là còn thiếu anh là tới 25 đó, Bùi Hồ chuyển cho anh 15 thì bây giờ còn thiếu lại 10 triệu nữa. Là coi như là tổng cộng ngôi nhà này là 139 triệu thì Bùi Hồ gửi hết cho các anh Thợ luôn. Anh Hợp có muốn nói lời nào với tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không anh Hợp? Không, cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước cũng giúp cho hai chồng của Cọt Hương
Cũng năm mới chúc Mạnh Thường Quân an khang thành công thành công trong công việc. Rồi thành cũng thay mặt cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, thay mặt cho các anh em, rồi thay mặt cho những hoàn cảnh khó khăn, rồi xin chúc anh, đội của anh, đội anh Hải, rồi đội của anh Vũ á, trước tiên là thành công trong công việc, và sang năm mới á, sẽ có càng nhiều công trình hơn nữa, và gia đình thì lúc nào cũng luôn vui vẻ, an lạc, đầm ấm, và năm mới thì gặt được nhiều thành công mới, vạn sự như ý, gia đình Cát Tường. Và năm mới thì chắc có lẽ là mong sao rằng khi được sự chung tay quý Mạnh Thường Quân là mấy anh em mình sẽ đi hết hết mấy 13 tỉnh miền Tây luôn nha. Cảm ơn bộ hồ. Cảm ơn đội các anh, cảm ơn các chị cũng đã động viên chồng mình, cũng là một cái hậu cần vững chắc để cho các anh đi đi xa lặn lội xa xôi như thế này để mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Thật thì cái nghề nào cũng có phải có lời, hoặc là làm công thì phải có lương thì mới nuôi vợ con được. Cũng nhờ có cô bác quý anh chị giúp đỡ xây nhà thì các anh cũng có công ăn việc làm, cái thứ nhất. Mà không có các anh thì Bùi Hồ cũng cũng khó lòng mà được có được những ngôi nhà như thế này. Về thật thì nói thì đi xa thì thợ thầy kiếm cũng rất là khó, mà không có quen thì cái độ tin cậy tin tưởng của mình á đối với các anh thợ thì cũng nó không có sâu bằng những người mà đã từng đồng hành trên một cái chiếc xuồng để mà đi gặp gỡ và cắt cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn anh, gia đình và chị cũng như là tất cả các anh em ha. Ngày hôm nay cũng bỏ một ngày để mà ngày chủ nhật, mà bỏ một ngày đáng lý là bữa nay là ngày ở gia đình rồi, cũng chuẩn bị gần Tết đến rồi mà bỏ đi xuống đây để mà cùng các anh em trao đổi rồi bàn giao nhà luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi bây giờ là lâu cái ảnh ngại nói tại hôm nay mới hết tóc đẹp trai quá. Rồi cảm ơn anh. Chắc có lẽ là bây giờ thì mình sẽ gặp gia đình anh Cọt với chị Hương, và sau đó gặp đại diện chính quyền địa phương của mình ha. Dạ.